Ngày hôm nay Tiến chia sẻ một vài cái thông tin coi như là bản tin tổng hợp về chuyện sao kê của ca sĩ Thủy Tiên trong cái việc quyên góp từ thiện. Thì trên mạng đang râm ran về cái chuyện này rất là lớn, khởi nguồn từ cái việc là của bà Hằng, bà lên mạng bà nói về cái việc yêu cầu sao kê của các ngôi sao và trong đó có cả Thủy Tiên. Thì Tiến chỉ chia sẻ về vấn đề của Thủy Tiên. Thì sau khi bà Hằng bà nói như vậy thì cô Thủy Tiên cổ nói là cổ không có kinh nghiệm về trong việc từ thiện và cổ khóc lóc khi cái phần live stream để cho tất cả quý vị khán giả cùng biết. Thì một số người và thông tin trên mạng là Tiến đọc, một số người người ta lên nói bằng video, họ nói rằng là có những phần chia sẻ ở trên status cũng như là ở trên Facebook thì Thủy Tiên đã từng nói là gia đình cô đã có 3 đời làm từ thiện. Rồi một cái chuyện thứ hai nữa là cô đăng một cái tấm hình ăn mì gói trong cái lúc mà cô làm từ thiện, thì cô đăng một tấm hình cô nói là bữa giờ mới có một cái bữa ăn ngon như vậy. Thì một cái người người ta phản biện lại bằng một cái tấm hình luôn ở trên video mà người ta nói là trước đó một ngày thì đoàn từ thiện trước khi đi vào vùng bão lũ thì đoàn từ thiện có ghé qua một cái quán thịt dê và rất là sang trọng. Và cái chuyện thứ ba, người ta mới đưa ra được là có tới 3 cái tài khoản người ta ủng hộ tiền Thủy Tiên gửi vào, nhưng mà ở trên mạng thì chỉ có đưa ra một cái tài khoản, rồi người ta yêu cầu là phải sao kê đúng 3 cái tài khoản chứ một cái tài khoản thì không có đủ, thì không có đúng. Và cái thứ tư là nó hơi kẹt nữa là cái vấn đề trong cái thời điểm mà sau cái chuyện từ thiện thì Thủy Tiên mua rất là nhiều nhà cũng như là xây nhà lại, đập biệt thự ra xây lại. Thì một số người người ta nói biệt thự nó vẫn còn tốt. Thủy Tiên có trả lời là do sửa nhà rồi cái dách nó bị sụp cho nên thành ra là sửa xây lại luôn và giá khoảng 3 tỷ mấy, thì những người chuyên gia người ta kêu đó là 20 mấy tỷ. Và đặc biệt là cái vấn đề mà sau bão lũ Thủy Tiên có chia sẻ về việc mua bán bất động sản của Công Vinh rất là thành đạt, rất là thành công, mua được nhiều nhà và có hình ảnh về việc Thủy Tiên chia sẻ về điều này thì nó cũng làm cho nhiều người người ta bỡ ngỡ. Thì thực chất với tất cả những cái chuyện mà Tiến vừa nói vừa rồi thì chỉ là cái chuyện mà Tiến đọc được ở trên mạng và thấy được trên mạng và nghe được trên mạng, nhưng mà tất cả những cái chuyện vừa rồi nó cũng đủ chia sẻ về cái vấn đề là vì sao người ta lại mong đợi cái việc sao kê đến như vậy. Và bây giờ là cái phần chia sẻ cá nhân của Tiến. Mà khi người ta nói mình là mình nên minh bạch hay sao kê thì mình cũng cần phải có cái hành động đó, có thể không phải bây giờ, một cái lúc khác. Mình không nên có một cái sự bao biện nào hết. Nếu mà mình thực tâm thì mình cứ phải vững lòng, mình cứ từ từ. Mọi thứ nó đều có thể giải quyết được, tại vì cái chuyện từ thiện chắc chắn nó bắt nguồn từ cái việc là cái lòng bác ái của mình. Còn tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra, cái vụ việc mà làm cho cái người ủng hộ mình, các mạnh thường quân người ta hoài nghi, thì cái chuyện đó nó phải cần có thời gian để mình soi xét lại và mình cần cái người ủng hộ mình người ta muốn cái gì. Thì cái việc sao kê nó không có quá khó. Cái chuyện đó là cái chuyện của thời gian. Chỉ cần mình yêu cầu thì ắt sẽ làm được, bởi vì cái chuyện đó là trách nhiệm của ngân hàng. Cái kẹt nhất của cái vấn đề của Thủy Tiên theo tôi nghĩ nó không phải là ba bốn cái vấn đề vừa rồi mà tôi nói, mà cái kẹt nhất là cái vấn đề sau cùng. Đó chính là sau cơn bão lũ thì việc chia sẻ thành công trong buôn bán bất động sản của chồng là Công Vinh cũng như là mua được mấy căn nhà hay cái gì đó mà ngay cái thời điểm sau bão lũ như vậy,
thì thực sự một cái người có ý nhị sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy là sẽ làm cho người khác người ta suy nghĩ ngay. Dĩ nhiên là mình làm từ thiện và mình có quyền kinh doanh, nhưng mà mình kinh doanh bất động sản nó là một cái dòng tiền khá lớn. May mắn thì không sao, xui cái thì sao, như cái mùa dịch này nó ách lại thì tiền ngân hàng mình phải trả, ví dụ vậy. Thì người ta sẽ tự hỏi là cái nguồn tiền để mà mình có thể đắp vô cái việc kinh doanh nó là ở đâu ra. Đó là cái chuyện đứa con nít nó cũng sẽ hỏi được, chứ không phải là cái người lớn. Thì cái việc ở cái chỗ mà theo tôi cảm nhận ở đây không phải là bắt lỗi bắt phải, bởi vì chúng ta cũng chỉ là một cái người bàn luận thôi, đóng vai ông Tám bà Tám chơi thôi. Nhưng cái việc làm người ta suy nghĩ nhất là cái việc đó. Bởi vì tôi cũng có nhiều người bạn trước đó cũng làm từ thiện mà tôi biết cái ngoài xã hội. Ban đầu thì cũng chưa có gì hết, nó mới làm từ thiện xong cái là tự nhiên con nhỏ nó liên quan đến mình, cái tự nhiên ai cũng biết là nó liên quan đến mình. Tự nhiên con nhỏ đó nó mở cái cửa hàng, mở cái shop. Cái tự nhiên là người ta sẽ giật mình ngay. Người ta sẽ giật mình ngay, ở đâu mà nó lẹ vậy, sao trước đó nó không làm mà tự nhiên giờ làm. Thì cuộc sống này mà cái đồng tiền là nó đi liền với cái khúc ruột. Mình làm cái gì ngay thẳng thì mình không có sợ, còn mình làm cái gì mà nó chật chìa thì chắc chắn là mình sẽ bị dễ bị rúng động ngay. Nhưng mà cái giá trị, mình phải nhớ lại cái giá trị ban đầu là đi làm từ thiện là từ lòng bác ái mà ra, thì mình phải ghim vào cái vấn đề lòng bác ái đó. Thì sự bác ái là một giá trị của cái chuyện là có tư duy, có ăn học. Thì có lỗi lầm thì mình cũng chia sẻ được thôi, bởi vì sự bác ái, mình đã có sự bác ái thì đời sẽ mang đến cho mình sự bác ái. Đó chính là tất cả những cái điều lý lẽ đời thường mà Tiến chia sẻ. Không có cái gì gọi là giáo điều ở đây. Chỉ mong là tất cả mọi việc, những người mạnh thường quân người ta đã ủng hộ thì họ cũng cần được biết tiền của họ có đến tay người dân hay không, và rõ ràng hay không. Đó là một lẽ phải, là một điều cần thiết có thật. Điều thứ hai trong kết thúc cái vấn đề này, nó chính là Thủy Tiên và đoàn từ thiện của mình có thực tâm và sẽ công khai và sao kê toàn bộ cái tài khoản của mình một cách rõ ràng hay không. Trước hết là để lấy lại lòng tin của những người đã yêu mến. Thứ hai là để cho người ta có được cái lòng tin ở nơi cuộc sống nữa, chứ không phải ở nơi Thủy Tiên không. Bởi vì khi các như các bạn biết, xã hội mà mất lòng tin một lần lấy lại lòng tin khó lắm, cá nhân ai cũng vậy hết. Chuyện đưa ra luật pháp là cái chuyện nay mai, cho nên thành ra là chúng ta cũng không có quá bận tâm trong cái việc là sẽ như thế nào, bởi vì mọi thứ đã có luật pháp sở tại. Chỉ mong là mọi việc sẽ tốt đẹp và lòng tin của chúng ta sẽ không bị tổn thương. Và nếu có tổn thương thì chúng ta cũng nên tập làm quen với điều đó, bởi vì đây có lẽ không phải là chuyện sau cùng ở cuộc sống này. Xin cảm ơn. Trên quê hương chiều về gánh cùi, người mẹ già chân lê bước mỏi, ngoại ố nghèo rũ chiều vào tối, bên sông buồn phận người nổi trôi. Nay lưng trong chiều buông gối mỏi, đường còn dài vai nghiêng gánh cùi, chợ quê nghèo tan sớm trong mưa, mẹ quê gầy ướt che củi khô. Trên quê hương chiều về gánh khổ,
thăm bước nhỏ, mưa đỏ mù nghèo bấu áo nâu, bóng mẹ mờ cuối trời thầm sâu. Trong cơn mưa nghèo không thoát khỏi, đời hy sinh mẹ quên hơn buổi, gió sương treo tuổi mẹ lên cao, gánh củi ướt chiếu nặng vai khâu. Xin cơn mưa thôi đừng rơi nữa, ướt củi rồi làm sao nhóm lửa. Tuổi lên trời chỉ bấy nhiêu đó, bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Làm sao nhóm lửa, tuổi lên trời chỉ bấy nhiêu đó, bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh củi khô. Bát cơm chiều còn nương nhờ nhiều vào gánh.